thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR chiều 18 tháng 10 có 12 ca mắc mới là người từ tỉnh khác về đã được quản lý, cách ly tập trung, có địa chỉ ở thành phố Trà Vinh, huyện Trà Cú, huyện Dương Hải. Trong ngày, Trà Vinh ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều là người ngoài tỉnh về. Hôm nay có thêm 3 bệnh nhân được điều trị khỏi. Tính đến chiều 18 tháng 10, Trà Vinh đã có 1.909 bệnh nhân COVID-19, số được điều trị khỏi là 1.514 bệnh nhân. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 12.703 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 979 trường hợp. Hưng ứng chiến dịch tiêm vaccine cộng đồng, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Hôm nay ngày 18 tháng 10, toàn tỉnh đã tiêm 32.779 liều vaccine cho người dân, cụ thể ở từng địa phương như sau. Tiểu Cần 13.281 liều, Châu Thành 4.883 liều, Càng Long 4.397 liều, thành phố Trà Vinh 2969 liều, cầu kè 2606 liều, trà cú 2616 liều, duyên hải 2027 liều. Nâng tổng số trong đợt tiêm này, toàn tỉnh đã tiêm 227.966 liều vaccine COVID-19, đạt gần 91,2%.